Chào chú ạ. Như trời. Dạ. Sao nè, sao nè? Có một điều chú Thơm con có hỏi cô Đào là có khi nào ở nhà chú nói chuyện với cô hào hứng giống như là nói với chị Vân ngoài này hay không? Thì cô Đào nói không, tôi ở trên lầu, ông ở dưới đất. Vậy nhờ sao chú? Thì nói chung là như thế này, bà thì bà không thích bài binh bố trận. Thứ hai nữa, mình lo mình làm mà bà xuống bà cằn nhằn á, thì mình nói thôi bà đi chỗ khác giùm tôi đi, để tôi làm. Thì lúc đó là bà bỏ bà đi. Ví dụ như vậy. Mặc dù ban đầu mình tưởng là hai vợ chồng sở thích khác nhau, nhưng quan điểm sống rất là giống nhau chị Vân. Chú thì đem đồ về theo cách của mình, còn cô á thì đi xin đồ của người khác. Nhưng mà đặc biệt là qua cái mùa dịch, cô đi xin lương thực, thực phẩm, đồ ăn của người khác về cho công nhân của mình, về cho mấy người nghèo khác. Vậy chị nghĩ đi, cái điểm chung rất là lớn. Đúng chẳng qua rồi. Cái cách nó khác nhau đúng thôi rồi, dạ. Đúng rồi. Nhưng mà ở chỗ là ở chung một nhà mà một người lầu một, một người dưới đất buồn quá à. Cô giờ cô nói cho chú, để chú ở chung lầu với cô đi. Ông, tôi nói ông hoài ông nghe à. Tức là người ta nói là vĩ mô vi mô đó. Dạ. Cái gần và cái xa đó, hai anh chị đều có một cái nhân hậu á, dạ, là cái tâm gọi là rất gần là như là tiềm ẩn ở trong dạ. người luôn, ai cũng có hết, nhưng mà mỗi người là một cách. Chị là cái cụ thể, cái gần, anh là cái xa, cái mà xa hơn cái đó. Em chỉ nghĩ là như vậy nè, hai người hiện giờ là chưa có gọi là cảm nhận được cái việc của cả hai người làm đều có ý nghĩa. Và bây giờ ví dụ như chị thì chị nói ông này ông cứ nghĩ cái chuyện gì xa vời ở đâu á, trong khi bây giờ á hả là chiều nay phải lo ở chiều nay ăn cái gì nè đó chị. Nhưng mà năm nay có tin vui hơn rồi. Sao? Đó là chú đã dọn dẹp bớt để cho cháu ngoại về chơi, đúng không? Em chú đúng rồi. Dạ, như vậy trời không chịu đất, đất chịu trời chú hả? Ừ. Vậy chú nói một câu làm lành với cô để cô bớt hai ra quán cà phê đi. Bà ngoại cứ kêu về hoài à, mà nhà đâu rồi vô đừng đi không có. Dạ. Thì mày nói với ông ngoại mày á, tao kêu ông dọn mà ông cứ cự ra hoài. Nhưng mà mình phải liệu cái là cái đồ này mình đem đi đâu mới được. À, còn dạ. Nếu mà dọn dẹp mà đem lên nay văn bên kia nó cũng vậy thôi. Dạ. Đó. Vì chỗ đó trước giờ mà tôi muốn dọn đó, thì tôi phải đi tìm nhà này, nhà kia, nhà nọ, ai cần cái gì. Tôi về bắt đầu tôi mới đem đó. Thì mình phải có cái dạ. chỗ để chú, mình giải đi. Nhưng mà nếu mình phân phối trong xóm không thì nó gần. Mà mình phân phối xuống tới Cần Thơ mình phải tốn tiền, mình chở đi phải không? Trời ơi, tốn tiền, tốn về mấy lần rồi, chở đi chở về luôn đó. Đó. Bây giờ là kể như là hết chở rồi. Dạ. Bây giờ là chỉ cái cho những cái mấy người hàng xóm thôi. Dạ.